trên dòng đời, nhiều khi con lạc lối, những ước mơ lâu rồi về bên Chúa. Đời cho con để đó không thiên thần bè bao cây trong Chúa ôi an có luôn ngoan vui sống khi vào đêm thánh Chúa Trời con say xưa ca chung khen tình Chúa. Kính ông bà, anh chị thân mến, con người linh ư vạn vật cao quý lắm thưa anh chị em, nhưng phận người thì lại mỏng manh nhỏ bé. Trước những cái biến cố bên ngoài như đại dịch Covid hôm nay đang hoành hành, cũng làm cho chúng ta sợ. Hay một ký ức đau buồn nào đó nó ám ảnh tâm trí của chúng ta, như bài đọc một, các anh em của Giuse sau khi mà biết cha già Gia-cốp mất rồi thì sợ. Sợ Giuse nhớ lại chuyện năm xưa trả thù anh em của mình. Riêng đối với các tông đồ thì sau khi Chúa tiên báo về những cái bách hại mà các ngài phải chịu, và như lời quả quyết của Chúa vừa rồi, trò không hơn thầy đâu, tôi tớ không hơn chủ được đâu, trò mà bằng thầy, tôi tớ mà bằng chủ đã là khá lắm rồi. Thầy mà người ta còn đối xử một cách tệ bạc như vậy thì huống chi là trò. Nhưng Chúa trấn an các tông đồ, chúng con đừng sợ, chúng con hãy mạnh dạn loan báo tin mừng, loan báo tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy nói cho mọi người biết tất cả những gì thầy đã tâm sự với chúng con, thầy đã chia sẻ với chúng con một cách thầm kín riêng lẻ. Có thể khi chúng con nói những chân lý mà thầy đã mặc khải cho chúng con, người ta sẽ chối từ và khiến chúng con phải trả một giá rất đắt bằng chính mạng sống của chúng con. Nhưng chúng con đừng sợ. Cùng lắm là họ chỉ giết được cái thân xác của chúng con thôi. Còn Thiên Chúa là đấng cao cả, quyền năng vĩnh cửu, Ngài có quyền hủy diệt thân xác của chúng con và cả linh hồn của chúng con nữa kìa. Chúng con đừng sợ, vì Thiên Chúa không chỉ là một cái đấng phán xét, mà Thiên Chúa còn là một người cha rất nhân từ. Chim sẻ có đáng gì đâu, vậy mà Ngài hằng quan tâm chăm sóc nó, huống chi là chúng con. Chúng con quý trọng hơn chim sẻ bội phần, đến độ tóc trên đầu của chúng con Chúa cũng đã đếm cả rồi. Chúng con đừng sợ. Và Thầy bảo đảm với chúng con, nếu chúng con biết vâng lời Thầy, thực thi những điều Thầy truyền dạy chúng con, Thầy sẽ ở bên chúng con, Thầy sẽ biện hộ cho chúng con trước mặt cha Thầy. Ai tuyên bố Thầy trước mặt người đời thì Thầy sẽ tuyên bố người đó trước mặt cha của Thầy.
Thật vậy thưa anh chị em, với cái sự trấn an của Chúa Giêsu làm cho tâm hồn các tông đồ ấm lại, không còn quá sợ hãi nữa. Mặc dù có những cái khoảnh khắc mà các ngài yếu lòng, nhất là trong biến cố tử nạn của Chúa Giêsu, nhưng sau khi chứng kiến sự phục sinh của Chúa và nhất là tác động của Chúa Thánh Thần làm cho các tông đồ can đảm, vững mạnh, tung hết cửa nhà để loan báo tin mừng phục sinh dù phải trải qua đau thương thử thách. Như Thánh Phêrô, trước mặt quan quyền ngài hiên ngang: Chúa sai thiên thần bảo chúng tôi phải tiếp tục loan báo tin mừng phục sinh, còn các ông cấm chúng tôi là sao? Không lẽ chúng tôi vâng lời các ông mà quên lãng cái mệnh lệnh của Chúa sao? Không, chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa thôi. Và sau một trận đòn tan nát, Phêrô lòng đầy hân hoan thốt lên: Hôm nay tôi thực sự vui mừng vì tôi đã được thông phần đau khổ với Đức Kitô. Hay như Thánh Phaolô cũng vậy thưa anh chị em. Ngài nói với giáo đoàn Roma rằng: Không có cái gì mà có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Dù là gian truân, dù là khốn khổ, dù là đói khát, ngục tù gươm giáo và cả cái chết nữa, không có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Và các anh hùng tử đạo tại Ba Dòng cũng vậy thưa anh chị em. Trước đó thì các ngài cũng sợ, cũng trốn, cũng chạy. Nhưng khi người ta quăng thập giá trước mặt các ngài và tuyên bố, một là bước qua thập giá thì sống, còn nếu không bước qua thì chết, các ngài đã mạnh dạn tuyên bố: Chúng tôi thà chết chứ không bao giờ chúng tôi nỡ bước qua thập giá là dấu cứu độ của chúng tôi. Sau đó một hồi chiêng trống, 25 máy đầu rơi rụng thưa anh chị em. Trước cảnh máu đổ đầu rơi như vậy, chắc chắn sẽ làm cho những người cha, người mẹ, những người vợ, những người em gái, cả những thiếu nhi hoảng sợ. Đúng, lòng họ rất xót xa, nhưng mà họ vẫn can đảm: Cả chúng tôi nữa nè, các ông hãy giết chúng tôi đi, để chúng tôi được sớm họp mặt với cha anh của chúng tôi trên nước trời. Làm sao hiểu được thưa anh chị em? Nhưng trong niềm tin chúng ta có thể hiểu rằng đó chỉ vì tình yêu của Đức Kitô mạnh hơn sự chết. Phần chúng ta ngày hôm nay thì sao thưa anh chị em? Chúng ta không còn những cái cuộc bách hại đạo Chúa như ngày xưa đâu. Tôi với anh chị em cũng không có cái dịp để tuyên xưng một cách trực tiếp về đạo của Chúa như cha ông chúng ta ngày xưa đâu. Nhưng chúng ta phải vẫn sống cái niềm tin, hoặc là chúng ta chối từ cái niềm tin qua cái cách sống của chúng ta. Có những người nói: Tôi giữ đạo tại tâm và không bao giờ đến nhà thờ, không bao giờ lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, xưng tội rước lễ bỏ lâu năm. Hay có những người vì một chút lợi lộc nào đó trong xã hội, một cái chiếc ghế nào đó, mà người ta dám chối từ cái nguồn gốc công giáo của mình, thậm chí làm dấu thánh giá cũng không dám nữa thưa anh chị em.
sợ liên lụy và muốn được an thân trước mặt những người đang cùng bàn với mình. Và có lần tôi đã nói với anh chị em, có khi vì đau khổ thử thách làm cho cái niềm tin của chúng ta mai một. Không biết có còn Thiên Chúa không? Không biết Thiên Chúa có không? Tại sao Thiên Chúa không thương chúng tôi? Thưa anh chị em, những cái suy nghĩ như vậy, những cái cách sống như vậy, đó cũng là cách nào đó chúng ta đã chối Chúa, chúng ta đã chối đạo thánh của Chúa. Tôi biết Đức Cha gần đây rất lo cho anh chị em. Và có lần Ngài nói với tôi, nếu đại dịch nó kéo dài như vậy thì cái đời sống vật chất của anh chị em sẽ khó khăn lắm, và nhất là cái đời sống tinh thần của anh chị em sẽ sa sút, khó mà có thể vực dậy. Cho nên cầu nguyện cho anh chị em, cầu nguyện cho anh chị em từng ngày một, để anh chị em luôn yêu mến Chúa Kitô trong những thử thách đau thương hôm nay. Để như lời Thánh Phaolô mà tôi vừa nói với anh chị em, không có cái gì mà có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cầu nguyện thật nhiều. Kiếp sống với bao ước nguyện, xin thương nghe Chúa ơi, đời kính dâng lòng nghĩa hiếu, bao đau thương giữa đời, này con vẫn dâng tình yêu như trầm hương bay và nên trái hào hoa tháng ngày. Ngày tim con mến thương với đời, xin thương nghe Chúa ơi, lời kính dâng lòng nghĩa hiếu, bao đau thương giữa đời, này con vẫn dâng tình lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thần Chúa ngự trong phép bình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con, song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thần được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ầm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chờ để cho con địa bỏ Chúa con bao giờ. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con cha trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thơ vào tình yêu quan vọng của cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất,
là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được tràn hơi trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang lai, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. Con luôn đầm hy vọng vào Chúa, và lòng con tin tưởng ở Chúa. Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, đâu là đường để con bước đi. Con đường thừa nơi Chúa. Luôn đặt hy vọng vào Chúa.